Ở bên cạnh những cái tác động từ môi trường thì bệnh viêm thanh quản cũng có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp. Với những người phải nói nhiều, ở cường độ giọng nói lớn thì có lẽ là cái nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ cao hơn. Vậy thì tình trạng này nếu không được cải thiện thì sẽ để lại những cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Vâng, chúng ta cũng nói đến bệnh lý của thanh quản, tức là cái tiếng nói của chúng ta bị biến đổi, méo mó, âm sắc và âm lượng nó không còn được tròn vành rõ chữ, tiếng không còn trong trẻo nữa. Do các yếu tố nguyên nhân chủ yếu là do viêm nhiễm đường hô hấp. Đấy, khi ví dụ như là các bạn đang bị nhiễm virus chẳng hạn, sau 3-4 ngày chảy nước mũi ho, sau đó thì tiếp theo bị khàn tiếng. Vâng. Nhưng mà thứ hai là những bệnh này lại rất hay gặp ở những người mà lại nói nhiều. Nếu mà nhiễm virus này ở những người nói nhiều nữa thì bệnh này khàn rất nhanh. Thế thì chúng ta hay gặp ở những đối tượng hay bị nhiều nhất bệnh khàn tiếng. Đấy là những người mà sử dụng dây thanh hay là sử dụng cái giọng nói nó quá mức. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy ở đối tượng, ví dụ như là ở những người nói nhiều, ví dụ như giáo viên này, vâng, hay là phát thanh viên này, cổ động viên này. Đấy. Thế những người phát thanh viên thì muốn hay không muốn, một cái lượng chương trình đã được cố định rồi, vẫn phải phát và vẫn phải nói. Vâng. Thế vì vậy nên là mà nghề nghiệp của mình là giọng nói, hay cả người bán hàng cũng vậy, chào mời khách mua, phân tích chất lượng hàng rồi giao tiếp để mà đạt được kết quả cuối cùng, đúng là cũng phải nói. Đặc biệt là cổ động viên. Cổ động viên thì hò hét rất nhiều để mà cổ động, nhất là những cái fan hâm mộ của những cái người mình hâm mộ thì mình ủng hộ hết sức mình, thế là mình sử dụng cái giọng nói mình quá mức, phấn khích quá chẳng hạn. Đấy. Thế rồi về các fan hâm mộ về bóng đá hay là về ca nhạc chẳng hạn thì bị khản đặc sau khi mà đợt đi cổ động về. Vâng. Rồi chúng ta còn gặp ở những em nhỏ ở trường vui nhiều quá, hò hét nhiều quá, cũng bị khàn tiếng. Thế nhưng tất cả trường hợp này chúng ta gọi là khàn tiếng do cái dây thanh nó hoạt động quá mức, hay sử dụng lạm dụng cái giọng nói của mình quá mức. Như vậy nếu cộng thêm yếu tố viêm nhiễm nữa thì bệnh để càng nặng hơn. Thế vậy thì điều trị ngay thì nó sẽ mang lại kết quả tốt và hồi phục được giọng nói. Nhưng ngược lại, nếu mà không được điều trị, cái tình trạng đấy vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc đã khàn tiếng rồi nhưng mà không được nghỉ giọng, không được điều trị, thì thành viêm thanh quản mãn tính. Mà viêm thanh quản mãn tính tức là cái niêm mạc trên bề mặt dây thanh nó sẽ phát triển quá phát hơn bình thường, nó tạo thành những cái nang, những cái biếu nhỏ hoặc những hạt xơ. Chúng tôi gọi bệnh lý đấy là polyp dây thanh hay u nang dây thanh hay hạt xơ dây thanh. Thậm chí trên một số bệnh nhân mà có hút thuốc lá nhiều, nghiện rượu thì những cái niêm mạc mãn tính như vậy có thể là dị sản, là biến sản thành những cái ung thư thanh quản, vân vân. Thế vì vậy nên là mong quý vị thính giả biết được cái nguyên nhân của bệnh lý thanh quản để chúng mình có thể phòng tránh được các cái căn bệnh nguy hiểm như vậy. Vâng.